Giới thiệu mọi người thì ở đây có những người nhà mình thôi. Em cũng giới thiệu lại thì em tên đầy đủ là Trần Công Sơn. Nay là bước qua 25 tuổi. Và công việc hiện tại của em thì hiện tại em đang làm Amway. Trước đó thì em có làm rất là nhiều công việc, văn phòng có rồi làm tay chân, làm thêm rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì em được lớn lên từ Bình Thuận, và ba mẹ em thì ở dưới quê chỉ là công việc làm nông, và cũng nuôi nấng em ăn học lên tới sau khi lên đại Sài Gòn. Thì cũng vì đó mà em rất là có nhiều cái ước mơ và có cái hoài bão trong cuộc sống, và em tin rằng một ngày nào đó cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn ở thời điểm hiện tại, vì ba mẹ của mình và các anh em của mình dưới quê còn còn khổ rất là nhiều. Vùng đất Bình Thuận thì em ở trong một cái huyện nó cũng nhỏ thôi chứ không phải là một thành phố gì cả. Vùng quê em thì ở trong một cái làng biển, ở đó chỉ có vài ngôi nhà. Từ nhỏ lớn lên với bố mẹ thì em chỉ quanh quẩn trong cái ngôi làng thôi, thì cũng không có biết gì nhiều ở bên ngoài thế giới bên ngoài. Từ xưa đến giờ thì gia đình em chỉ có làm duy nhất là công việc chính là công việc làm nông, công việc đi cạo mũ cao su á chị. Nếu anh chị biết cạo mũ cao su thì tính chất công việc nó rất là vất vả, ở cái việc mà phải thức đêm thức hôm, tới 1 giờ sáng hoặc là 2 3 giờ sáng phải đi cạo mũ cao su. Thì bố em là một người làm công việc này chắc đến thời điểm hiện tại là khoảng gần 20 năm rồi. Cái sổ bảo hiểm của anh chứ là tới điểm hiện tại là 23 năm, thì đã gắn bó công việc này hai mấy năm rồi. Đáng lý ra một cái người mà làm cái công việc hai mấy gắn bó mà mấy chục năm trời như vậy á, họ đã có một cuộc sống đó tốt hơn rồi anh chị. Và em cảm thấy là ba mẹ em xứng đáng có một cuộc sống tốt, và họ được ăn những thứ mình thích, họ muốn họ được xứng đáng họ được đi những cái nơi mà mình thích. Nhưng vì cơm áo gạo tiền và vì những đứa con nên bố mẹ em đã bỏ qua tất cả những cái sở thích cá nhân và bỏ qua cái cuộc sống của mình để chỉ mong muốn rằng là con mình được lớn lên và nuôi bố ba anh em ăn học đầy đủ như bao người. Thì rất là biết ơn ba mẹ đã cho em cái hình hài như ngày hôm nay và cho em cái kiến thức để mà ra đời có thể kiếm một công việc nào đó để lo tương lai của mình. Và ba mẹ em cũng chưa bao giờ nói là sau này mày đi làm kiếm thật nhiều tiền để về nuôi ba mẹ. Chưa, em chưa bao giờ nghe nói mà ba mẹ em nói như vậy, mà chỉ nói là mày làm sau đó để kiếm một cái nghề cho nó ổn định, một cái nghề nào đó để giúp cho sau này có vợ có con để tự lo được cho bản thân và tự lo được cho con cái của mình. Thì bản thân em thì cũng hồi nhỏ thì không có cảm nhận được nhiều những cái cực khổ của ba mẹ anh chị. Chỉ biết ham ăn ham uống rồi ham chơi thôi, chứ không có biết gì về 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 cái những cái nỗi lo của ba mẹ mình nhiều. Chính vì ham ăn ham uống thì mỗi buổi tối thường thì em hay bị Tào Tháo rượt vào buổi tối đó. Nhờ vậy á thì em mới phát hiện rằng á là mỗi đêm nhiều đêm á mẹ mình hay ra lan can khóc một mình, thì do là lúc đó cũng đau bụng nên em chỉ tập trung vào chuyên môn thôi chứ em không để ý vào vào những cái thứ khác. Nhưng cái hình ảnh đó, cái hình ảnh mà mẹ em cứ liên tục mà ở ngoài để lo ngồi suy nghĩ rồi ngồi và dằn vặt rồi ngồi tính toán, mà có những giọt nước mắt như vậy á, nó in sâu trong cái hình ảnh của hồi nhỏ của em. Và em mong muốn rằng làm sao lớn lên để em kiếm thật nhiều tiền, chỉ biết là kiếm thật nhiều tiền và làm cái gì đó để có thể là lo được cho ba mẹ của mình, để sao không có vất vả nữa. Bởi vì họ họ làm quá nhiều rồi, họ nỗ lực rất nhiều rồi nhưng mà vẫn không có thay đổi được cuộc sống gì. Và con cái họ cũng vậy, cũng và gia đình em bên dòng họ nội và dòng họ ngoại cũng vậy, họ cũng vẫn đang rất là vất vả trong cái việc mà phải đi kiếm sống từng ngày. Bởi vì họ ngừng làm là sẽ không có tiền. Công việc làm nông anh chị biết đó, là phải theo thời vụ, theo mùa màng. Nếu như năm đó mà giá thành cao su hoặc là giá giá lúa hay là giá bắp đó, mà nó không không có được giá, thì Tết năm đó y như rằng là cái mặt ai cũng cũng có dấu hiệu là y như cái bánh tét anh chị, y như đòn bánh tét luôn. Đó là như vậy. Thì cái chính vì cái mong muốn đó em muốn lên Sài Gòn để em học và đi làm để kiếm một cái gì đó, nhưng chính vì cái gì đó nó không có rõ ràng và nó mong lung nên em đi làm rất là nhiều thứ để mong rằng kiếm được một cái cơ hội hoặc là kiếm một cái sở trường của mình trong một cái công việc. Mình kiếm tiền để chỉ mong muốn là mình đầu tiên là mình lo cho bản thân mình trước, sau đó mới lo cho được cho ba mẹ. Em khi rồi em cũng đi học học đại ba mẹ cũng lo em vào đại học đại học, nhưng vì kinh tế gia đình không được tốt nên là em đã xin ba mẹ để ngừng cái việc học lại để nhường lại cho hai những đứa em đi học. Và em đi ra học một cái nghề, thì lúc đó em chỉ muốn là em đi học một cái nghề để ba mẹ yên tâm thôi,
chứ em thực ra từ chắc em không không biết em đi làm cái nghề đó để làm cái gì nữa chị. Bởi vì em nhìn thấy là cái nghề đó có những người họ làm 5 năm, 10 năm rồi mà vẫn em thấy cái cuộc sống của họ nó không có thực sự giống như em mong muốn. Em cũng đi làm điện lạnh rồi cũng đi lắp ráp rồi này kia, thì có những cái biến cố trong cái những lần em đi làm thì em cảm thấy là cái này nó vẫn không phải là cái thực sự mà em mong muốn. Em tiếp tục vẫn đi làm công việc này, công việc kia, làm thêm rất là nhiều. Có những hôm em làm tới 1-2 giờ sáng mới về. Ban ngày làm văn phòng và ban đêm em phải đi làm thêm ở hãng bia Heineken, làm sale hãng bia Heineken để kiếm kiếm thêm con kiếm thêm thôi anh chị. Mong muốn là tự lo, tự mua mua sắm những cái cơ bản, như ví dụ như xe máy, điện thoại là em phải tự mua sắm hết, và em chỉ trả góp, và mỗi hàng tháng trả góp. Như vậy nó làm cái cuộc sống em càng ngày càng rất là khó chịu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian làm như vậy thì em cảm thấy là có cái dấu vấn đề sức khỏe, mặc dù còn trẻ nhưng mà sức khỏe em nó cũng không được tốt như 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 ở thời điểm hiện tại. Em tự tin là như vậy, tại vì thời điểm trước là người em rất là ốm, rất là gầy, đâu đó khoảng 5-6, 5-7 cân thôi, người rất là gầy. Thì làm liên tục như vậy em cảm thấy không có đủ sức khỏe để em đi làm tiếp tục nữa. Thì vô tình lúc đó là em bắt gặp Amway. Thì Amway là được một người bạn cùng quê chia sẻ với em về công việc Amway này, và cũng rất là biết ơn bạn đó, mặc dù bạn đó bây giờ hiện tại không còn làm Amway nữa. Tuy nhiên thì đó là cũng một cái cơ duyên, một cái người ân nhân đã giúp cho em biết đến cái cơ hội này. Và mượn đôi bàn tay anh chị để em gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn. Khi mà em biết đến Amway á, thì em mới biết là đó là công ty Amway. Sau này em mới biết là Amway là công ty đa cấp đầu tiên em biết, và đến mãi sau này mới biết phát hiện thêm là có nhiều công ty đa cấp khác nữa. Nên là như Amway là công ty đầu tiên, và em không có bài xích gì đến Amway anh chị. Cái thời điểm đó em chỉ biết là em chỉ muốn đến một cái môi trường nào đó để em học thêm những kỹ năng, hoặc là em kiếm thêm một khoản thu nhập. Suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng chính vì ở cái môi trường Amway, cái con người Amway nó đã thu hút em ở lâu dài với nó, mặc dù em không biết là em ở trong Amway để làm gì. Em chỉ biết là em cũng nghe rất là nhiều anh chị lãnh đạo nói là cái công việc này nó có thể mang cho mình những ước mơ, những cái tự do về tài chính, tự do về thời gian. Em nghe rất là thích, bởi vì xưa giờ không ai nói với em điều đó. Ba mẹ em cũng không nói em về là ra đường là sau này là phải kinh doanh, phi thương bất phú, ra là phải muốn giàu phải kinh doanh. Chị chỉ nói là mày phải đi học một cái nghề. Cho nên như vậy á, là những cái câu từ, những cái tư duy đó em học được trong môi trường này em rất là thích. Và càng ngày em ở trong môi trường Amway càng lâu á, thì em mới thấy được là ước mơ của mình trong cuộc sống này là gì, và mình nỗ lực vì điều gì, và cuối cùng là mình làm để có tiền để làm cái gì. Em trả lời được những câu hỏi đó anh chị, em trả lời được những câu hỏi đó, và rất là biết ơn hệ thống Radorama. Chính hệ thống Radorama, chính thầy Trần Hữu Bân là cái nơi để em cảm thấy là đó là cái nơi để em thay đổi một cái trang trang mới của mình, trong một cái trang giấy trắng mới của mình, là bước qua và tiếp xúc, học hỏi và giao lưu với những người thành công. Bởi vì chỉ có tiếp xúc và ở gần cái tư tưởng những người thành công á, thì em mới cảm thấy là cuộc sống này nó có rất là nhiều cái ước mơ, và rất là nhiều cái hoài bão mà mình cần phải theo đuổi. Và em cũng biết quan tâm mọi người hơn rồi anh chị. Các lãnh đạo dạy á, và thầy thầy Trần Hữu Bân dạy là phải làm 70% là làm con người, 30% làm kinh doanh. Thì cái chữ con của mình nó quá lớn đi, thành ra là mình vẫn chưa có làm được cái công việc nào nó tới nơi tới chốn cả. Nhưng ở trong môi trường Amway á, họ cho em cái tư tưởng, họ cho em cái quan niệm phải sống sống tốt với mọi người, và em biết quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Em thường xuyên gọi về cho mẹ em nhiều hơn. Tại sao em lại không có nhắc ba, bởi vì ba em là người rất là trầm tính và em rất là khi nào nói chuyện với ba em. Nhưng ở khi khi em vào trong quay á, thì em quan tâm tới ba em nhiều hơn. Và có một lần á, cái thời điểm đó là thời điểm dịch, năm năm vừa rồi á, em về quê ở luôn để không có ở Sài Gòn. Thì em đi làm chung với ba em á, thì em có hỏi ba em một câu như thế này: từ xưa đến giờ không biết là ba có còn cái hoài bão, hay là còn cái điều gì mình chưa thực hiện được trong cuộc đời này không. Em ngồi nói chuyện hai cha con cột cái võng trong rừng cao su á, lúc đó cũng khoảng 4-5 giờ sáng rồi, đốt một đống lửa ngồi kế bên. Rồi em hỏi câu đó ba em nói là ba cũng không có mong muốn gì hết, thì giờ tụi bay khôn lớn rồi là ba mừng rồi. Nhưng anh hỏi thì thôi đừng có ngại, nói đi, có gì đâu thực hiện giùm cho.
Thì nói một hồi thì ba mới nói là thì ba có một cái mong muốn là đến một lúc nào đó ba có thật là nhiều tiền để về cái quê Quảng Bình đó, vùng quê Quảng Bình của ba để ba làm từ thiện ở đó. Thì khi mà em nghe như vậy á thì em thấy là từ xưa đến giờ ba mình đã làm việc và ở trong Bình Thuận đã nuôi những cái cống hiến hết tất cả sức lực của mình nuôi em lớn đến từng này, lo cho cuộc sống và lo gia đình đến thời điểm hiện tại, mà có những cái điều đó đơn giản nhất mà em cảm thấy là ba vẫn còn chưa thực hiện được. Chính vì cái điều đó, chính vì cái ước mơ của ba như vậy thì em càng phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì tuổi của ba em bây giờ không còn trẻ nữa, vậy năm mấy tuổi rồi, thì đó là cũng một cái tuổi mà em thấy rất là nhiều người họ đang có dấu hiệu về suy sụp về sức khỏe và chết ở độ tuổi 55. 55 trở xuống là chết rất là nhiều. Em cũng rất là thương và rất là lo, rất là sợ một ngày đó ba mình không có đi một cách chợt. Em sợ điều đó lắm. Em sợ là lỡ như ba chưa thực hiện cái điều mà nhỏ nho nhất trong cuộc đời của ba thì ba đã có chuyện gì rồi sao? Và em nghe những câu chuyện của chị Lên Xuân, chị Lên Lan, thì cái hoàn cảnh đó, cái hình ảnh đó nó làm em có một cái điều rất là lo lắng đó chị. Có điều rất là lo lắng. Và nhân tiện đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của mình, một người ngôi sao, một thần tượng trong lòng em đã giúp cho em có được. Và đối với trường Amway quay á thì em rất là biết ơn những anh chị. Em phát triển rất là chậm anh chị, em phát triển rất là chậm, phát triển bản thân rất là chậm, tư duy em rất là kém, nhưng lãnh đạo Nguyễn Cư, lãnh đạo Lên Lan, Lên Xuân, Phạm Hùng hay là những người anh em ở Bình Chánh này không có bài xích, không có nói gì em anh chị, cũng không có chê em. Cho nên là chính vì cái điều đó nó càng làm em thôi thúc cái lòng tự trọng của một thằng con trai anh chị. Điều đó nó cũng rất là khó chịu, bởi vì em nghĩ là tại sao là mình không có mạnh mẽ, tại sao mình không có nỗ lực hơn nữa để mà đền đáp lại những cái công lao cũng như những cái nỗ lực mà những anh chị lãnh đạo đã cho mình. Và ngày hôm nay em rất là biết ơn chỗ anh Nguyễn Trường, anh chị Lên Xuân, chị Lên Lan, anh Phạm Văn Hùng cũng như lãnh đạo Nguyễn Cư và tất cả các anh em ở đây đã cho em một cái môi trường để em có thể phát triển bản thân hơn nữa, và trong tương lai chắc chắn em sẽ thành công hơn rất nhiều để em có thể lo được cho gia đình, lo được những đứa em của em. Và rất là mong là anh tất cả cô chú anh chị ở đây mình cũng sẽ nghiêm túc với việc học tập, nghiêm túc với đại hội thành công, và em mới hứa lòng mình là dù có chuyện gì nữa em cũng không bao giờ bỏ đại hội thành công. Và đại hội thành công là cái nơi để thay đổi cái con người, thay đổi cái tư duy nghèo khó của mình, thay vào đó là một cái bộ não của một người giàu. Chỉ có tư duy của người giàu mới giúp cho mình chạm được đến những cái thành công mà mình chưa bao giờ chạm đến anh chị. Và cảm ơn tất cả anh chị ngày hôm nay đã nghe em.